trình món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Vũ ơi, hôm nay bộ phận tư vấn có báo với em là có một yêu cầu dễ thương lắm của một bà mẹ trẻ. Anh Vũ với em cùng nghe nha. Chắc chắn rồi, em mở đi, anh cũng nóng lòng quá. Dạ. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Mình là Thanh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả phải nói là rất trung thành với chương trình đó, bởi vì hầu như mình không bỏ sót chương trình nào. Biết được chương trình sẵn sàng chia sẻ công việc bếp núc cho mình mới dám gọi tới chương trình nhờ chị giúp một món ngon cho con trai của mình. Bé Tuấn thì mới được 10 điểm kiểm tra, nên mình hứa sẽ chế biến cho cháu một món ngon mà cháu kén ăn lắm. Chỉ thích mấy món là thức ăn nhanh thôi, mấy món này thì lại không tốt cho sức khỏe. Mình muốn chế biến cho cháu một món nào mà vừa hợp khẩu vị nè, mà vừa đảm bảo sức khỏe. Đầu bếp giúp mình tới nha. Và như hôm nay là ngày 1 tháng 6 nữa. Đúng rồi, nhân cái dịp 1 tháng 6 nè. Đó, như mà... vậy thì mình có quà cho các em bé đứa đúng không? Đúng rồi, mà chị Thanh nói rất là chính xác đó. Trẻ con thì thường thích ăn những cái món gì nó béo béo. Đúng. Nhưng mà mình thì cũng phải đảm bảo đầy đủ dinh chất cho các cháu và thanh đạm nữa. Chắc chắn rồi, như vậy thì chúng ta phải có một món gì đó để làm quà cho các bé vừa nhanh nè, vừa gọn nè, nhưng mà ăn ngon và bổ dưỡng, phải không nè? Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dạ. Tên của món ngày hôm nay là salad bắp tôm. Thưa các bạn, để làm món salad bắp tôm thì một nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần phải có đó là 150g tôm sú. Bên cạnh đó chúng ta phải có 100g bắp hạt. Ngoài ra, để tăng cường thêm chất rau cho món salad này, chúng ta còn có salad, cà chua bi, dưa leo, bóng lũi, bông cải xanh, một số nguyên liệu để làm món sốt cho món salad này, đó là tương cà, sữa đặc có đường, nước cốt chanh và sốt mayonnaise IG mayo. Thưa các bạn, nguyên liệu bây giờ chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chế biến. Rồi bây giờ thì anh sẽ cắt salad ra thành những khúc vừa ăn. Và trước khi cắt thì anh cũng dặn Minh Châu cũng như chị Thanh lưu ý, để cho món gỏi này được ngon thì chúng ta nên chọn những cái salad có lá cứng. Ví dụ như đây là salad romaine thì là có vị ngọt cũng như độ giòn cho món gỏi chúng ta rất là hấp dẫn. Chà, mới nghe anh Vũ miêu tả thôi thấy hấp dẫn rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sử dụng salad lá cứng để giúp cho món ăn có độ giòn nhé. Rồi, anh cắt khúc khoảng 4cm như vậy. Và tiếp tục, dưa leo này thì chúng ta dùng khoảng nửa trái thôi là đủ. Và anh cắt theo chiều dọc như vậy. Đây, anh bỏ bằng hạt như vậy. Rồi bây giờ anh sẽ cắt dưa leo ha, ra thành những miếng vừa ăn như vậy. Cà chua anh cắt đôi luôn. Để cho cái salad chúng ta dậy cái mùi thơm của rau thơm thì rau thơm các bạn không nên cắt quá nhuyễn. Và đây là 100g bắp hạt, mà bắp hạt này các bạn nên mua từ trong bắp lon ở siêu thị á. Bắp này có cái độ giòn cũng như cái độ ngọt rất là hấp dẫn. Đây là 150g tôm anh đã luộc với lại nước sôi pha chút xíu muối và anh đã lọt vỏ và chừa đuôi. Nhưng có một điều quan trọng là cái phần đuôi nhọn của tôm á anh đã cắt bỏ đi rồi. Đặc biệt khi chúng ta chế biến cho các bé thì các bé rất dễ bị hóc nên cẩn thận. Rồi bây giờ sẽ cho hết tôm vào đây luôn. Bông muối xanh cũng vậy luôn, anh luộc với lại nước sôi và thêm tí xíu muối, sau đó anh xả lại nước lạnh, cắt ra những miếng nhỏ như vậy. Rồi. Và cuối cùng là tới một muỗng canh tương cà, một muỗng rưỡi canh sữa đặc có đường, một muỗng rưỡi canh nước cốt chanh và một nguyên liệu nữa không thể thiếu, sốt mayonnaise IG mayo. Chính xác. Và anh cho vào đây khoảng 3 muỗng canh. Giai đoạn cuối cùng là chỉ việc trộn đều lên thôi như vậy. Hấp dẫn quá. Mà anh Vũ ơi, bình thường á thì em thấy anh Vũ kết hợp sốt mayonnaise IG mayo với nhiều cái gia vị khác nhau. Ngày hôm nay sao anh lại lựa chọn nước cốt chanh nè, sữa đặc có đường với lại tương cà vậy anh? Thì đối với các bé thì thường thích cái vị béo. Mà vị béo thì chúng ta phải cho vào đó tí xíu sữa đặc có đường cho nó ngọt và cân bằng bằng tí xíu nước cốt chanh, tạo ra cho món salad của chúng ta có vị chua ngọt và béo nhẹ. Đó là khẩu vị của các bé đấy. Hay quá ta. Hồi nãy em quên nói với quý vị khán giả một chuyện. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sử dụng bắp hạt để làm tăng độ ngọt và độ giòn cho món salad. Giờ chúng ta sẽ ra dĩa và anh cho một cái màu xanh ngay cái đầu dĩa như vậy. Ở đây một đầu nữa. Xong. Một con tôm nè. Bắp, đúng rồi, bắp nữa. Rồi, rồi. Bây giờ mời. Dạ, đầu tiên em sẽ thử salad nè. Salad romaine trộn với lại cái sốt. Giòn quá. Giòn thiệt không?
thêm cái bắp hạt nữa. Đúng rồi. Em nói rõ hơn cho quý vị khán giả nghe xem nè. Dạ, quý vị khán giả thân mến, tôm á thì rất là chắc nè, thịt ngọt mà đậm đà lắm. Và bên cạnh đó cái sốt chua chua, ngọt ngọt, béo nhẹ, hài hòa, áo đều bên ngoài làm cho cái con tôm trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Xong rồi cái salad đó thì mình nhìn là thấy xanh mướt như vậy, bỏ vào miệng nhai một cái là cảm nhận được độ giòn và ngọt của salad liền luôn. Tươi mát vô cùng. Và chúng tôi hy vọng là cháu Tuấn, con của chị Thanh nè, sẽ cảm thấy rất vui vì món quà này mà mẹ dành cho mình. Các em bé mà được 10 điểm thì lúc nào cũng được ba mẹ thưởng hết đúng không nè. Và các em nhớ nha, chúng ta sẽ thật ngoan thì ba mẹ sẽ luôn yêu thương chúng ta. Hãy ăn thật nhiều rau củ và ăn thật nhiều những món ăn bổ dưỡng để mau lớn các bé nhé. Và quý vị cũng đừng quên là hiện nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn luôn rộng mở để đón chờ những ý kiến đóng góp cũng như là những yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị có bất cứ một thắc mắc hay là một yêu cầu nào muốn chương trình giải đáp thì chỉ cần gửi thư về cho chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Và hiện nay thì website của Món Ngon Mỗi Ngày đó là mongonmoingay.com đã trở thành người bạn thân thiết với quý vị rồi. Nếu chúng ta không có thời gian theo dõi chương trình, quý vị hãy lên website để tìm những thông tin mình cần nhé. Và bây giờ Thanh Vũ và Minh Châu xin chào và hẹn gặp lại.